Kylian Mbappe, một ngôi sao bóng đá trẻ tuổi nhưng đã sở hữu danh hiệu và thành tích đáng kinh ngạc. Ngôi sao sinh năm 1998 đã trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ, kỹ năng và khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc. Người hâm mộ bóng đá còn so sánh tài năng của tiền đạo người Pháp với Ronaldo de Lima, nhất là sự tự tin và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Sau đây cùng điểm qua những pha bóng Mbappe sao chép Ronaldo béo. Mbappe sử dụng kỹ năng Elastico giống với Ronaldo de Lima. Tiền đạo PSG đã thể hiện khả năng sao chép rất xuất sắc. Có lẽ anh ấy đang cố gắng trở thành một người kế thừa của Ronaldo de Lima. Ngôi sao sinh năm 1998 đã thực hiện động tác này với độ chính xác và tốc độ nhanh như vũ bão. Kỹ năng này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng điều khiển bóng tốt, điều mà Mbappe đã chứng tỏ rõ ràng. Chạy băng qua từ bên phải sang trái và một lần nữa dùng Elastico khiến cho người xem phải trầm trồ và thán phục trước tài năng của anh. Mbappe đã thêm vào những đặc điểm riêng của mình để tạo nên sự khác biệt và độc đáo trong những khoảnh khắc này. Cú sút này đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật để thực hiện và Mbappe đã cho thấy sự đồng nhất với danh thủ Brazil khi anh thực hiện cú sút cực xoáy này. Tuy nhiên với tốc độ và sức mạnh của mình, cú sút của Mbappe đã trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Xuất phát từ hành lang cánh phải sau pha chọc khe tinh tế của Neymar, Di Maria thoát xuống, đón bóng có đường truyền bằng má ngoài chân trái cho Mbappe. Tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Pháp đã băng vào đánh góc điều nghệ, khiến cho thủ môn của Nantes chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Lại là Kylian Mbappe đón bóng từ đồng đội ở trong vòng cấm. Chỉ cần một pha đảo chân nhẹ nhàng, anh đã loại bỏ hậu vệ cuối cùng và dứt điểm lạnh lùng. Bóng qua hai chân của thủ thành Andriy của đội tuyển Nga đi vào lưới. Ở pha bóng này, Mbappe sử dụng kỹ năng step over tương tự như Ronaldo de Lima. Đây cũng chính là pha bóng mà Ronaldo de Lima được biết đến rộng rãi, tỏ ra không thua kém bậc tiền bối. Mbappe thể hiện sự tự tin và kỹ năng điều khiển bóng tuyệt vời, khiến cho các fan hâm mộ bóng đá phải trầm trồ. Đón đường truyền từ đồng đội, Mbappe bứt tốc từ sân nhà, thực hiện đợt phản công nhanh vượt qua sự truy cản quyết liệt từ ba hậu vệ của Linh ghi bàn thắng vào lưới trống. Một lần nữa chúng ta lại thấy bóng dáng của huyền thoại sân cỏ Ronaldo béo trên sân công viên các hoàng tử qua đôi chân ma thuật của Mbappe. Một pha dẫn bóng từ khu vực gần giữa sân, vượt qua hậu vệ đối phương, dứt điểm lạnh lùng mang về bàn thắng cho Paris Saint-Germain. Một cú cứa lòng từ cự ly khoảng 30m không cho thủ môn của Linh một cơ hội cản phá. Kỹ năng roulette mà ngôi sao sinh năm 1998 thực hiện cũng là một trong những kỹ năng mà Ronaldo béo biểu diễn trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp. Mbappe đã thực hiện động tác này một cách dễ dàng và đầy tốc độ, khiến cho các fan hâm mộ bất ngờ và thích thú. Một loạt động tác giữ bóng, rê bóng khéo léo mang phong cách Ronaldo béo của Mbappe. Anh đã vượt qua ba hậu vệ của Brest, tung đường truyền dọn cổ cho đồng đội, đem về bàn thắng cho Paris Saint-Germain. Chỉ hai pha ngoặt bóng, Mbappe đã loại bỏ hoàn toàn bốn hậu vệ của Strasbourg, tuy nhiên lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành bên phía đội bạn. Một loạt pha xử lý bóng khéo léo, Mbappe như đang chơi đùa với trái bóng, biến các hậu vệ của đối phương trở thành những gã hề đáng thương. Mbappe đã vượt qua sự vào bóng quyết liệt của ba hậu vệ bên phía Kane, sau đó tung đường truyền vào trong cho Cavani. Để đáp lại người đàn em của mình, Cavani đã có cú đánh góc điều nghệ khiến cho pha bay người của thủ thành Kane chỉ thêm tô điểm cho bàn thắng.
Một loạt skill xử lý bóng đẹp mắt ở tốc độ cao mà Mbappe thực hiện vô cùng đẹp mắt, hoa mỹ, hiệu quả. Đây giống như một lời khẳng định, anh chính là một trong những cầu thủ đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Có thể nói rằng Mbappe đã tạo ra những khoảnh khắc đầy kỹ thuật và nghệ thuật giống như Ronaldo de Lima. Tuy nhiên Mbappe đã thêm vào những đặc điểm riêng của mình để tạo nên sự khác biệt và độc đáo. Điều đặc biệt ở Mbappe là anh ấy có thể kết hợp phong cách chơi bóng điệu nghệ với sức mạnh và tốc độ vượt trội của mình. Anh ấy có thể dẫn bóng nhanh như một chú ngựa vằn, vượt qua hàng phòng ngự đối phương và sút bóng một cách mạnh mẽ và chính xác. Sự kết hợp này đã giúp Mbappe trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Chúng ta vừa cùng xem qua những lần Mbappe đã bắt chước huyền thoại Ronaldo de Lima. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.